đẹp. Tưởng ngàn. Ôi ơi. Làm. Trời. Tưởng ngàn. Trời ơi. Xin mời các bạn đến với kèo lượt về của sân Thống Bến Cầu nha các bạn. Kèo 3-3. Phía bộ ba bên kia lưới thì bên phải là Lam Chẳng Bàn, bên trái là Minh Nhật và chuyền hai là Chí Linh. Phía bộ ba bên này lưới thì có Thống Bến Cầu, Thương Chiên Dài và Tuấn Ngang nha các bạn. Đánh 12 điểm tới nha các bạn. Đây là sân bóng chuyền của Thống Bến Cầu, tọa lạc tại Long Phước, Bến Cầu, Tây Ninh. Hàng 6 rất là nhiều các bạn. Phía bên Tướng An là đội sẽ phát bóng trước. Làm chẳng bạn. Bỏ bóng tốt. Điểm đầu tiên cho phía bên Lam nha các bạn. Điểm 1-0. Bóc bóng không qua lưới của Minh Nhật rồi. Điểm số được Quân Bình. Điểm 1 điều. Quá khó chịu cho pha phá bóng của Tướng Ngàn. Điểm 2-1. Quá tốt, pha phá bóng hoàn điểm trực tiếp. Có phần may mắn của Tướng Ngàn khi bóng giật lưới khó chịu mà. Điểm 3-1. Phát bóng không qua lưới rồi. Điểm cho phía bên Lam nha các bạn. Điểm 2-3. Xem chút nữa ăn luôn trái banh rồi các bạn ơi. Minh Nhật phát quá phát rồi. Điểm số được Quân Bình các bạn, 3 điểm. Một pha phát bóng giật lưới. Ăn điểm của Minh Nhật. Điểm 4-3. Một tốt. Ai đây? Tuấn An. Dẫn còn. Đang tiếp và bóng của Tuấn An không qua tay trắng của Lam Chẳng Bàn rồi. Hay Lam ơi. Điểm cho phía anh Lam. Tiếp tục các bạn, điểm 5-3. Tiếp lên Minh Nhật phá bóng. Phá bóng ra ngoài. Điểm cho phía bên Tướng An. 4-5. Vẫn còn. Trời. Hay quá, phản công Thống Bến Cầu. Dẫn con. Tiếp tục là phản công cho phía bên Lam. Quá hay. Và chắn bóng thành công của Thống Bến Cầu. Điểm số được Quân Bình nha các bạn. 5 điều.
đáng tiếc cho pha phát bóng của Tuấn An. Hay lắm ơi. Điểm cho phía Lâm. 6-5. Hay rồi Lâm. 6-5 hai đội đổi sân các bạn. Sáng này đánh 12 điểm tới nha. Điểm 6-5 các bạn. Tuấn An. Điểm cho phía bên Tuấn An các bạn. 6 điều. Thủ trọng tài. Cắm bỏ. Điểm 6 điều phía bên Tuấn An pha bóng. Một tốt. Minh Nhược. Một bỏ bóng quá tốt các bạn ơi. Điểm 7-6 cho phía bên nào. Quá đẹp. Tuấn An. Ôi ôi cái đường y. Đường y quá khét của Tuấn An các bạn. Điểm số tiếp tục được Quân Bình. 7 điều. Đó, hay. Và phát bóng lỏng tay ở phía vạch 3m của Tuấn An các bạn. Bóng rớt xuống vạch 3m luôn. Điểm cho phía bên Tuấn An. 8-7. Bên một tốt. Ai đây? Và chuyền bóng hơi thiếu của Chí Linh ơi. Nhưng mà làm xử lý tốt nha các bạn. Điểm số được Quân Bình. 8 điều. Ôi quá khó chịu cho pha bóc bóng của Minh Nhật các bạn. Tốt em. Bóng sấy cuốn ở phần bên phía bên trái góc núi luôn. Điểm số hiện tại là 9-8 nghiêng về phía Lâm. Có một tốt. Vẫn còn. Phản công cho phía Minh Lâm. Minh Nhược vẫn còn. Tiếp tục Minh Nhược. Tuấn An. Quá tốt. Là điểm thành công của phía Minh Tuấn An các bạn. Bỏ đây, bỏ đây. Điểm số hiện tại là 9 điều. Một phía bên Tuấn An sẽ là đội phát bóng các bạn. Tốt lắm. Bỏ bóng tốt của Minh Nhật. Má nó rước chạy. Cái này không ra, khỏi lôi. Trước anh dở lên là điểm cho phía bình Lan nha các bạn. Điểm 10-9. Má nó bằng nhé xuống luôn.
trước kìa, bên đầu tiên kìa. Ba từ từ thôi. Không chính nè, vắng này thôi, rồi đứng em. Tắt cho chết rồi. Trưởng An. Trời ơi. Quả bóng cắm sâu. Lọt ngột. Của Trưởng An các bạn. Kết một lên cho Lan Quýnh nè. Bỏ đây, bỏ đây. Điểm số tiếp tục được quân bình. Quá hấp dẫn cho xét banh này rồi. Điểm 10 điều. Tốt. Làm. Trời ơi. Quá đẹp cho pha dứt điểm của Lam các bạn. Chứ sao? Cái này của mày mà nhớ hả? Không có sấy nồng nữa coi. Điểm cho ở bên Lam 11-10. Tiếp của Minh Nhật các bạn. Kết thúc set đấu thứ nhất để bên Lam giành chiến thắng các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ thấy hay like, share và nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.